Những ngày gần Tết, người dân làng nghề khăn xếp giáp nhất tất bật sản xuất các mặt hàng để phục vụ lễ cưới hỏi dịp Tết và các lễ hội đầu năm. Quy trình làm ra được một chiếc khăn xếp có tới 7 công đoạn như cắt dải, máy, quấn, vẽ hoa. Đặc biệt trong khâu quấn, người thợ phải cần mẫn, tỉ mỉ, chặt tay để có sản phẩm bắt mắt. Công việc làm khăn xếp tuy lương không cao nhưng lại khá nhẹ nhàng, rất phù hợp với những người đã quá tuổi lao động. Thu nhập thì nói chung là phù hợp với cái tuổi già, tức là bây giờ chúng tôi là gọi là không lao động được nặng thì giờ là ở nhà thu nhập thì ngày bình quân nó khoảng từ 80.000 đến 100, nhưng mà tháng thì nó có khoảng được, nhưng mà tháng nào tích cực thì là được khoảng 2 triệu, gót 3 triệu chẳng hạn. Nghề truyền thống của các cụ, thế bây giờ là muốn bảo tồn giữ lại là một là cái cơ bản nhất, và cái thứ hai nữa tức là để đảm bảo cuộc sống cho những người hết tuổi rồi. Ví dụ bây giờ những người những tuổi chúng tôi mà không làm cái này thì chắc không làm được việc gì khác, là việc nặng cũng làm được đó, đúng không? Thế thì làm cái việc này tuy nhiên thu nhập nó thấp nhưng vẫn có thể. Khăn xếp có 3 loại là khăn dành cho nam, cho nữ và loại khăn cả nam và nữ đều đội được. Để thích ứng với nhu cầu xã hội, khăn xếp hiện nay có đủ các loại màu và mẫu mã sử dụng với các mục đích khác nhau. Khăn đen, khăn quan dùng trong tế lễ, khăn cô dâu, khăn chú rể, khăn biểu diễn, khăn hầu đồng. Giá một chiếc khăn xếp cũng phụ thuộc vào chất liệu và mục đích sử dụng. Trong đó, khăn dân tộc, khăn chầu có giá khoảng 30.000 đồng một chiếc, còn khăn mừng thọ khoảng 20.000 đồng một chiếc. Trải qua bao thăng trầm, những năm gần đây, nhu cầu sử dụng khăn xếp của người dân là rất lớn, đặc biệt vào dịp cuối năm. Chuẩn bị hàng lễ Tết, hàng mừng thọ, với lại hàng cho các cháu đi chúc Tết đầu xuân ấy. Thì là như nhà mình đây là đã chuẩn bị từ chập tháng 5, tháng 6 âm lịch đến bây giờ. Đấy. Mà như xuất đi nhiều nhất là trong cái tháng 11 âm lịch đến tháng 12 âm lịch. Thôn Giáp Nhất, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có gần 200 hộ làm nghề khăn xếp, thu nhập trung bình khoảng 100.000 đồng một người một ngày. Dù cho thu nhập không cao, nhưng nhiều người dân trong làng vẫn cố gắng bám nghề. Việc duy trì sản xuất cũng chính là tiếp tục giữ gìn những giá trị văn hóa lịch sử ngàn đời của cả dân tộc.